Vâng, sau đây em Chiến test những con van và hướng dẫn các bác sử dụng van CAF X4 vừa về, dòng van cao cấp của đơn vị nhập khẩu Tân Việt Group nha các bác. Đây là logo cũng như là hiện hành đèn nước của thương hiệu nhập khẩu dòng Flash nha các bác, X4 Flash nha. Và em sẽ test con Mixua 87A gửi cho anh Huấn. Chiều nay lên đường là 4 con 8 con van cho 8 bác nha. Em sẽ trước khi đi em sẽ cũng như là canh chỉnh nó chất tiếng, nó hát gia đình cho các bác nha. Mời các bác nghe chất tiếng vang nha. Còn nhạc thì các bác có thể về tự chỉnh theo ý thích nha. Thì hiện tại em sẽ chỉnh cho các bác là chất tiếng mà em nghe ok nhất. Còn các bác về tăng bass chép sao thì các bác tăng cho đây nha. Đây là mic chép bass này. Còn phần hát karaoke bên em sẽ chỉnh cho các bác nha. Thì lúc này là lúc chống hú nha các bác. Hay chống hú. Đây, mời các bác nghe chất tiếng nha. Đây là chất tiếng các trong gia đình. Chúng ta hát một tiếng nhạc rất là nhẹ nhàng. Lương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lương. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong gió ngàn. Các tiếng hát reo vang, xuân đã về. Xuân rất hy vọng trong gió ngàn như nỗi xuân xưa. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển nhé. Và khi các bác kết nối với những con đẩy thì các bác lưu ý cho các bác nha, là các bác phải để con đẩy ở mức tệ nhất là 3 giờ nha, hoặc là các bác để maximum cho em nha. Khi các bác để dài là các bác hát nó sẽ không hay đâu, khi đó là con đẩy nó không có đẩy hết cái lực của con đẩy, nó đẩy chưa được 50% luôn. Khi mà khi một mình nó nhận tín hiệu thì các bác chỉ cần nhất volume một cái là nó hát thiệt lớn rồi, nhưng mà khi kết nối với van nha các bác, khi kết nối với van thì nó là đảm nhiệm là đẩy thôi, còn to nhỏ hay là các bác bạn cái con đây này, các bác cứ để maximum nha, hiệu quả nó sẽ tốt hơn nha. Cái lần để lúc 12 giờ xuân đã về, xuân rất mơ màng trong gió ngàn, cất tiếng hát reo vang xuân đã về. Và trên đây là cái chỉnh độ to nhỏ không biết nha các bác. Còn đây là chỉnh cho này, mình xuống đây. Alo, 1, 2. Để chúng khi em chỉnh cho các bác muốn hát vừa các bác khoảng 12 giờ hay là 11 giờ lúc đi cho nha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và giá con van là 3.500.000 bao gồm phụ kiện nha. Các bác nào không lấy phụ kiện thì còn 3 triệu nha. Sau đây mời các bác xem chi tiết sản phẩm. Vâng, và với con van này thì các bác có thể thể hiện một sự đẳng cấp nha. Nó là một nguồn van được nhập khẩu nguyên con nha các bác, nguyên con. Các bác thì có thấy được cái độ tinh sắc sảo của hàng chính hãng nha. Hàng chính hãng nó sẽ khác với những cái hàng mà trôi nổi ở thị trường. Các bác để ý từ những con nấm nút này, họ phay CNC rất là kỹ lưỡng nha. Đấy, chữ nghĩa rất là nét luôn nha các bác, thấy đây, đấy. Đấy, tuyệt vời nha. Và đây là phần chỉnh bass, chép và chỉnh mic, chỉnh echo, chỉnh reverb. Thì bên em sẽ hỗ trợ các bác là trước khi đi sẽ chỉnh một chế độ hát gia đình tuyệt vời để các bác hát nhẹ nhàng. Em này chống hú rất là tốt và tích hợp cả cổng USB Bluetooth 4.0 và optical, cổng quang, và mã DAC. Đây là sản phẩm chính hãng, nó được có mã vạch cho các bác chết nha. Và đây là cái tem chính hãng bảo hành, còn con dấu của nhà nhập khẩu những dòng CF là công ty Tân Việt nha các bác, độc quyền ở Việt Nam mình nha. Đây là tem bảo hành, đây. Model 2021 nha các bác, nhập khẩu vào tháng 1 2021 nha. Đầy đủ các cổng cho các bác nha.
có cổng AUX 1, AUX 2 và cổng optical, cổng 35. Đây, tất cả các ốc là đều sử dụng ốc lục giác đó nha các bác. Các bác thấy đây, chứ không phải sử dụng cho tu viết bình thường này nha. Tất cả là sử dụng ốc lục giác. Đấy, có thể để ý này, hàng cao cấp họ làm rất là tỉ mỉ. Con này phần reverb và phần echo rất là hay nha. Nếu so với những sản phẩm lân cận ở thị trường thì đó là những con vang nét, thì vang nét thì hát cũng rất là ok. Nhưng so với CX4 thì nó ở một cái tầm dưới rồi, vì con X4 nó reverb nó rất là mượt, hát rất là nhẹ nhàng, sự sang trọng này các bác có thấy người không? Làm rất là sang và cực kỳ là chỉnh chu luôn. Hầu như hãng CX thì họ sản xuất cái sản phẩm toàn là sản phẩm cao cấp nên nó giá thành nó không bao giờ rẻ nha bác. Những con đẩy, con vang và con mic, có nhiều con mic lên tới mười mấy triệu luôn nha. Một thương hiệu ấy rất là cao cấp ở tại Việt Nam mình, được nhà nhập khẩu Tân Việt Group phân phối độc quyền. Khi mở ra thì chúng ta sẽ có những cây này nha các bác. Đây, phiếu bảo hành. Khi các bác nhận hàng, bác có thể ghi vào trong này. Đấy. Đấy. Sản phẩm thì trước khi đi em sẽ có ghi cái này. Còn các bác về nhận hàng ngày nào thì các bác ghi vào đây nha. Đấy, số điện thoại khi nào đó thì bác thì giữ cái tờ giấy này. Họ bảo hành cho mình 1 năm lần nha. 1 năm 1 đổi 1 các bác, nên khỏi yên tâm mình sử dụng, mà sử dụng được hàng chính hãng xịn sò nữa. Và giá em đó là 3.500.000 nha các bác, em đã báo rồi, 3.500.000 đã được tặng kèm là một bộ dây quang nha. Bên em tặng kèm cho các bác toàn dây xịn để các bác sử dụng luôn nha. Đó là ưu đãi đầu năm cho các bác. Nếu các bác nào sử dụng âm ly thì các bác nói trước với em là lấy bộ xuống AV nha. Đây là ba lăng ra AV để các bác cắm xuống âm ly nha. Bộ này trị giá 400.000 nha. Tại đầu năm em tặng kèm chơi lớn cho các bác luôn để các bác chơi. Tại vì số lượng vang đầu năm về có 15 con thôi. Nếu các bác nào lấy đẩy thì các bác lấy bộ đực cái này nha. Đực cái. Dây là dây can red của Nhật im đông phân phối giá 400.000 bộ nha các bác. Đây nghe rất là hay, các bác có thể sử dụng nghe nhạc luôn ấy. Nơi tặng kèm là một bộ như thế này, giá là 3.500.000 nha các bác. Đấy. Rồi các bác nào lấy những con vang cao cấp này thì liên hệ cho em. Là những con vang đến từ Ý nha các bác. Nó dùng đùm 2021 cao cấp tích hợp tất cả những công nghệ số trong này. Nên nó cái phần reverb rất là hay. Các bác về có thể chỉnh cơ nha, bằng chỉnh echo bằng tu viết hết nha, rất là đơn giản. Ai cũng thể làm được, và trước khi đi em sẽ chỉnh đâu đó cho nó chỉnh chung cho các bác. Các bác về chỉ việc cắm và hát thôi. Các bác hát con vang này tuyệt vời. Và các bác nào cần cái gì thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Em gửi hàng tận nơi cho các bác.